Ờ, thấy hình ảnh của bạn để là khá là một cô nàng rất là cá tính ha. Thích đi phượt nè. Đúng, chính xác. Không biết là trong tình yêu bạn như thế nào nhờ? À, cảm ơn câu hỏi của chị Lê Lộc. À, Nga cũng muốn chia sẻ về tình yêu của Nga. Thì thật ra Nga cho đến bây giờ thì 23 tuổi, nhưng mà Nga chỉ có một mối tình đơn phương, và nó kéo dài hơi lâu là 7 năm. 7 năm. Quá. Trời, yêu đơn phương 7 năm dạ. Trời ơi, em hát ca khúc của anh Lâm Trường Tình đơn phương 7 năm sao? Bên em thơ ngây mà dần lòng đừng nói ra, mẹ con tim trinh nguyên vương tình sâu chất ngơ. Sợ nụ hồng phai nhanh, em hơn em dối anh mang cô đơn trên lối về. Tội nghiệp không? Ờ, và cho đến bây giờ sau 7 năm rồi, mình năm ngoái thì Nga đã quyết định chấm dứt cái mối tình đơn phương này, có nghĩa là tự mình thôi. Mình đơn phương nhưng mà anh đó vẫn không biết. Nhưng mà tự mình đơn phương rồi, bây giờ tự mình lại chấm dứt cái điều đó thôi. Bây giờ thì Nga nghĩ là mình suy nghĩ mình chín chắn hơn. Mình nghĩ là mình không với người ta được thì mình sẽ có một tình yêu nào đó đang chờ mình, ví dụ như là trong chương trình ngày hôm nay chẳng hạn. Đúng vậy. Hay quá, cho quán một tràng pháo tay nào. Đúng vậy. Một cô gái ngoài 20 bắt đầu trưởng thành, phải làm chủ được cuộc sống và tình yêu, cảm xúc của riêng mình. Rất tốt. Em nắm được thì em buông được. Tần số tình yêu mùa 2, 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.